Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là người thấy rõ hơn ai hết sức mạnh kỳ diệu của dân tộc, chính là khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức thành lực lượng. Di sản vô giá mà người để lại cho mai sau là chân lý, đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Và chính người đã tổ chức chuẩn bị cho sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nhằm mục đích đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để giành thắng lợi trọn vẹn cho nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Mặt trận Việt Minh, một trong những giai đoạn phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, đã đánh dấu một chặng đường vẻ vang của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1941, tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 đã xác định phải mở rộng Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Pháp Nhật nhằm giải phóng dân tộc. Nghị quyết chỉ rõ, trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Ngày 19 tháng 5 năm 1941, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, theo đề nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất chống thực dân phát xít Nhật với tên gọi Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh, ra đời. Lấy cờ đỏ sao vàng nắp cánh làm cờ của Việt Minh và ra tuyên ngôn chương trình hành động cứu nước của Việt Minh. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh triệu tập Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào, Tuyên Quang, thông qua lệnh tổng khởi nghĩa với 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, lấy cờ đỏ sao vàng, cờ của Việt Minh làm quốc kỳ, lấy bài Tiến quân ca làm quốc ca và lập ra Ủy ban Giải phóng dân tộc là chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, lấy sức ta để giải phóng cho ta, nhân dân Việt Nam đã thực hiện thành công cách mạng tháng 8, lật nhào chế độ phong kiến, đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam độc lập vào năm 1946. Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta đã khẳng định Việt Minh đã có công lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chống quân cướp nước. Công đức ấy tất cả mọi người Việt Nam đều phải ghi nhớ. Lịch sử của Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc cũng là những trang sử vẻ vang bậc nhất của dân tộc ta. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19 tháng 5 1941, 19 tháng 5 2011, gắn liền với kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 100 năm người ra đi tìm đường cứu nước và việc tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 13, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta càng tự hào, giữ vững niềm tin để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.